168 đợt tuần tra, di chuyển với khoảng cách gần 2.100 cây số và tháo gỡ được 1.060 bẫy thú. Đây là thành tích mà đội tuần tra lưu động số 1 thuộc hạt kiểm lâm vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện được chỉ sau hơn một năm thành lập. Khi chúng tôi vào rừng, chúng tôi sẽ phát hiện dấu vết còn mới hay cũ. Nghĩa là trên cái con đường đi thì để lại những cái dấu vết, ví dụ như là dấu chân nè, cũng có thể là dấu bẻ cây để người ta làm đánh dấu đường. Chủ yếu là người ta đặt nhiều là ở những cái dọc những cái con suối. Thì chúng tôi sẽ đi, nếu mà về tuần tra bẫy thú rừng nhiều thì chúng tôi sẽ dựa vào những cái đặc điểm đó để chúng tôi tìm kiếm người hoặc bẫy thú. Vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà nằm giáp ranh giữa ba tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Ninh Thuận với hàng nghìn hộ dân sinh sống, lại có hai tuyến quốc lộ chạy cắt qua, nên nạn săn bắt thú rừng và khai thác lâm sản tại đây đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 1, ngày 2 thì chúng ta sẽ không thấy được cái tình trạng mất đó, nhưng mà theo thời gian ấy, thì các cái loài thú ở đây bị giảm đi về số lượng và có những loài thì rất hiếm gặp trở lại ở trong rừng. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng vi phạm còn trà trộn các sản phẩm động vật hoang dã vào động vật nuôi để thực hiện hoạt động mua bán, kinh doanh trái phép. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 46 vụ vi phạm, thu giữ hơn 400 cá thể động vật rừng với cân nặng khoảng 700 kg. Trong đó có 76 cá thể nguy cấp, quý hiếm, 361 cá thể động vật thông thường.